Đây. Dạ. Xin gửi em cây đàn. Hôm nay bạn sẽ biểu diễn bài gì để gửi tặng dạ, tôi? Dạ, em xin gửi tặng anh Đinh Tiến Dũng cùng toàn thể khán giả của chương trình Ai Là Triệu Phú một tác phẩm rất quen thuộc mà chúng ta chắc ai cũng nghe rồi. Vâng. Là một khúc hát du. Chơi rất là kiểu nét nhạc rất là đẹp và chứng tỏ là nhiều năm tập luyện và chơi rồi.